Xin chào các bạn, mời các bạn nghe hát Thi Giao Duyên nhé. Hai chú Bắc Giang hát với hai cô Lạng Sơn đây. Để đây nhé, hai quay hai chị một tí nhé. Ồ, ngược sáng quá. Không thấy gì. Chúng ngồi bên đây, cháu quay từ đây vào nhé. Làm hết đi. Ừ, ngồi về dịch ra đấy rồi. Như thế là được ạ. Được rồi ạ. Dạ. Ôi ôi, đi cắt chân à? Tự nhiên nó mà. Tình đại lô mà lại chọn đầu họ muốn
biết mà đại kia giam mơ này nhà bên em bảo đấy tiếng đông tiếng mình đúng là mình đúng điều chê à không có giao tay giao lưu đôi cuốn thì cái tọc tọc cái là thằng bà mấy xứ đó Hậu tôi hạ hàng 4 bữa nữa nào. Ừ. Bị đâu có thùng mạ để bán rồi. Đâu rằng là nào. Hậu mạ đâu. Có quân thế mạ đâu. Không quân thế mạ. Lão quân luôn rồi. Lão ra là quân sao. Tôi đi tất cả.
lên đi đường nó chặn đi ra đường đây. Ừ. 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 Ừ.
níu như bài kia thì chắc là ông cầm đầu ấy cái thứ nhất là cầm đầu cái này của ông là chúng ta tôi sẽ nhờ cái đầu cả ba cái đầu nè lúc bài kia cái đầu Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Namo
Got it.
Yeah.
mày là mi hu chắc ba Thank you.
con phải liêu lắm nha, con phải liêu thì để học cho mà cái phải làm cái gì mà làm cái gì mà vâng, cháu xin nhá, mời các cô nhá, mời các chú ạ. Ngon lắm, màu lắm. Màu đấy. Các chú Bắc Giang là vừa hút thuốc vừa hát hát thi quá. Vào không ạ?
Mình làm ăn này có chỉ làm cái hàng.
xây ba cái nào cũng sợ thì mình dựa vào tự nhiên mình sợ thế này nhưng sợ này đi về đó chú thôi được rồi mà giả ba mình là đòi nó phải ông nội bố đòi phải hai rồi các cháu quay bên này một tí nhá các anh chị nghỉ rồi ấy ngồi xa nhau lắm hát tiếp đi anh. Mệt à?